nền văn minh khác xem thường chúng ta. Bây giờ ngay cả bọn Viking chế trận cũng xem chúng ta là những kẻ ngốc. Hiện thân đi, Thutmose đại tam, vì vương quốc của chúng ta. Ta, Pharaoh cai trị của vương triều thứ 18, ở bên cạnh ta là kẻ thân tín của ta. Đừng tốn thời gian phí lời, Ai Cập cần chúng ta. Chẳng người dám làm hại thần dân của ta sao? Các anh em, chúng ta xông lên! Ai Cập phải nổi dậy. Yeah.